là mình sẽ cùng nhau rửa xe máy nhá. Trước khi vào rửa xe máy này, có phải tự giới thiệu về chiếc xe này nhá. Đây là chiếc xe Lyft ạ. Rồi chúng mình nhá, đây là gương của xe này, đây cầm này, đây nhá, đây là một phần trước xe này, đây là phần yên xe này, có bánh xe này, chúng mình sẽ rửa nhá. Lúc đầu chúng mình sẽ rửa từ đầu xe trước này, các bạn thấy chưa? Rửa từ gương này, xong từ mặt số này và tay cầm và chúng dưới nhá, xong đến phần yên và xong rồi đến phần bánh các bạn nhá. Thấy chưa? Chúng mình sẽ dùng thẻ này, lúc đầu là chúng mình sẽ làm ướt xe trước này, sau đó sẽ hòa xà phòng và chúng mình rửa xà phòng nhá, bằng khăn mềm được không? Rồi các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn rồi.